Tham dự hội diễn nghệ thuật quần chúng cán bộ viên chức lao động năm 2019, khoảng 850 diễn viên không chuyên đến từ 35 đơn vị thành viên của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-MPC trải rộng trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc từ các tỉnh đồng bằng, miền núi đến miền biển đã làm người xem đi từ ngạc nhiên này đến ngỡ ngàng khác vì sự ấn tượng, đặc sắc, đa dạng và đậm đà nét đẹp văn hóa trong các tiết mục. Hội diễn nghệ thuật quần chúng trong toàn EVN-MPC thực sự là dịp để các cán bộ viên chức, lao động toàn tổng công ty được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động văn hóa, văn nghệ giữa các đơn vị, cũng như nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân người lao động. Thông qua chính hơi thở của công việc, của cuộc sống, mỗi cán bộ nhân viên ngành điện được thể hiện chính mình qua các tiết mục, họ ca, họ múa, hòa vào nhịp điệu trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao. Các tiết mục nghệ thuật tập trung ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, quê hương đất nước, tình yêu con người, ca ngợi ngành điện Việt Nam, truyền thống 50 năm EVN-MPC. Đặc biệt, điểm ấn tượng và nổi bật của hội diễn là các bài ca ngành điện và các ca khúc sáng tác về EVN-MPC được biểu diễn ngập tràn, tiếp thêm tình yêu với ngôi nhà chung EVN-MPC cho gần 2,8 vạn cán bộ công nhân viên người lao động trên 27 tỉnh thành miền Bắc. Sau 4 ngày diễn ra hội thi, 35 đội thi đã trình diễn hơn 200 tiết mục nghệ thuật đặc sắc, cống hiến cho khán giả những chương trình nghệ thuật mang đậm nét văn hóa các vùng miền, cũng như tràn ngập sức sống, hình tượng, công việc của người cán bộ viên chức điện lực miền Bắc. Giải thưởng toàn đoàn được trao tặng cho 26 đội, 4 giải phụ dành cho các cá nhân và tập thể, 50 huy chương vàng, 70 huy chương bạc và 50 giấy khen cho các diễn viên, đội thi tham gia chương trình đã phần nào nói quy mô cũng như sự thành công, ý nghĩa tốt đẹp của hội diễn.